Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Phàm Nhân Tu Tiên, sau một hồi tốn nước bọt, cứ tưởng Hàn Lập sẽ ở lại phần cầu thấp, ai ngờ hắn lại chọn cách bỏ chạy. Điều này làm cho Hắc Sát Giáo Chủ vô cùng phẫn nộ, đúng là tiểu nhân vô sỉ, lão nhanh chóng đuổi theo. Thực lực đối thủ đã đạt tới trúc cơ viên mãn, không thể địch lại. Cũng may là đám người tà giáo này đầu óc có vấn đề, không được bình thường. Phải mau chóng dụ lão vài trận pháp mà trước đó hắn đã bố trí. Lúc này đám người Tống Mông đã ở trong rừng trúc chờ sẵn. Hắn cảm thấy lần này không tệ, mang theo trợ giúp đúng là lựa chọn đúng đắn. Cây giới đang hình thành kia là tiểu ngũ hành trận. Rất nhanh sau đó, lão ta cũng đi tới bên ngoài. Nhìn vào trận pháp kia, lão ta liền tỏ vẻ khinh thường, sau đó tung ra chiêu thức đánh thẳng vào cây giới. Tống Mông nhận ra trận pháp phòng ngự này có lẽ đủ để ngăn cản một trận, sau đó thì bọn họ vẫn không thoát được. Hàn Lập đương nhiên sẽ cố gắng hết sức, hắn nhanh chóng lấy ra la bàn rồi bắt đầu bố trí pháp trận. Hóa ra cái pháp trận nhỏ này chỉ để che mắt khiến kẻ địch mất đi chú ý. Từ thời khắc lão đuổi theo thì đã bước chân vào trận rồi. Pháp trận nhanh chóng được mở rộng, bao trùm một vùng xung quanh tên giáo chủ. Lão ta thấy vậy tức giận, định lao ra ngoài vậy nhưng không thành công. Ngũ hành trận có 5 cửa ải, mỗi cửa ải tương ứng với một loại ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Lão ta ở trong trận pháp liên tục bị bón hành, hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần khiến tâm trí điên loạn. Nguyên nhân khiến lão bị như vậy cũng là do chấp niệm quá lớn. Đáng tiếc là trận pháp này chỉ có thể khốn địch, bởi vì mọi thứ nhìn thấy đều là ảo cảnh. Muốn giết kẻ này cần phải dùng tới phù bảo. Tống Mông và Trần Sao Thiến nghe vậy liền chuẩn bị phù bảo. Sau khi bị ăn hành, lão ta cũng tỉnh lại, lão lấy ra một thanh bảo kiếm tấn công, đánh xuyên qua cây giới. Vậy nhưng có vẻ màn tấn công vừa rồi vẫn là ảo ảnh. Nhận thấy thời cơ đã tới, hai người liền vận sức tấn công lão kịch liệt. Lão ta nhanh chóng phản công, kết quả là bị đánh cho tan xác. Dù là vậy thì Hàn Lập vẫn cảm thấy kỳ lạ. Thân thể lão đã hóa thành bột, vậy nhưng vì sao khí tức vẫn chưa biến mất? Rất nhanh sau đó, thân thể lão lại được ngừng tụ lại. Chỉ cần thần hồn không bị diệt, những huyết nhục mất đi này trong chốc lát là có thể khôi phục. Đợi lão luyện hóa xong huyết ngưng ngũ hành đàn rồi sẽ phá trận giết chết đám người Hàn Lập. Tình thế càng lúc càng khó khăn, đúng lúc đó Vệ Nương chủ động ra mặt. Nàng muốn tự mình báo thù cho Lưu Tĩnh, nhìn thấy chân bào trên tay Vệ Nương, mảnh trên tay cùng nguồn gốc với chân bào của Lưu Tĩnh. Tên nó là chân Hoàng Phù, do tu sĩ đại năng tổ tiên của Lưu Tĩnh luyện chế. Tên giáo chủ này có thể yêu hóa chung sinh, trừ mãi không hết. Cho nên cách duy nhất chính là sử dụng phù này đốt lão sạch sẽ mà thôi. Không còn cách nào khác, Hàn Lập đành phải để cho nàng ta thúc giục chân bảo. Đối mặt với uy lực từ chân bảo, kết cục của tên giáo chủ vẫn là bị đốt cho nát người. Trước khi chết, lão ta vô cùng không can tâm, mà Hàn Lập cuối cùng cũng lấy được huyết ngưng ngũ hành đàn. Ngoài ra còn có khăn gấm, ngọc giản, bình bát và mấy món ám khí khác lại không chút hư tổn. Từ điều này cũng đủ thấy tất cả mấy món đó tuyệt đối không phải vật phẩm. Hắn nhanh chóng thu lấy, đồng thời hắn cũng được Tống Mâu đưa cho một quyển sách. Bên trong ghi chép phương pháp, sát yêu hòa pháp, huyết ngưng ngũ hành đàn và thuật thần ngoại hóa thần. Xem ra đây chính là nguồn gốc công pháp của Hắc Sát 6. Bây giờ chuyện ở nơi này đã xử lý xong, đám người Tống Mâu rời đi, còn Hàn Lập thì quay về tần phủ thu dọn đồ đạc. Mấy ngày sau đó, cái chết của Tư Vương và hủy diệt của Hắc Sát 6. Chuyện lớn như vậy, nhưng dưới sự can thiệp mạnh mẽ của thất phái lại không có chút gợn sóng nào. Vương vị được truyền lại cho Hình Vương gia, đây cũng là một cách để duy trì cân bằng. Đồng thời Lý Hoa Nguyên cũng truyền thư tới bảo hắn rằng không cần tiếp tục bảo vệ tần phủ nữa. Cho nên hắn dự định quay về Hoàng Phong Cốc một chuyến. Tổng kết lợi và hại trong lần này, bên cạnh tu vi có phần giảm bớt, cũng phá giải được chút huyền bí bên trong Huyền Âm Quyết. Bộ công pháp đó vậy mà đến từ bên ngoài Thiên Nam Đại Lục, vô cùng tà dị. Cũng may là hắn không tùy tiện ăn vào huyết ngưng ngũ hành đàn, đàn này dùng huyết khí sát yêu ẩn dưỡng mà thành. Tuy có 3 phần tỷ lệ ngừng kết đan thành công, vậy nhưng kết sát đan chỉ là cấp bậc giá đan cảnh, không những vĩnh viễn không thể đột phá lần nữa mà thần trí sẽ còn dần dần bị huyết khí ăn mòn, hóa thành dã thú yêu mà. Như vậy thì không được, nếu đã mất đi tư cách làm người thì trường sinh còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng mà bên trong phương pháp thân ngoại hóa thân này ghi lại làm cho hắn nghĩ tới một khả năng thú vị khác, đó là dùng cho khổ lỗi. Trước khi rời đi, hắn không quên đến châm cứu cho tên thiếu gia bị ăn hành ở các tập trước. Đồng thời vì lòng thành kính của lão quản gia Tần Quý, hắn liền ban cho lão một lọ đan dược. Lão ta biết được thân phận của Hàn Lập liền cung kính chào tạm biệt. Nhìn khung cảnh của thành, Hàn Lập cảm thán, bất luận là mưu đồ quỷ kế hay là chí khí vị thù, cuối cùng đều trở về với đất. Chỉ có sông núi gió trăng vẫn như cũ. Lần này đi ra ngoài đúng là rất lâu rồi. Trước khi quay về Hàn Phong Cốc, hắn muốn tới Giang Nguyên Thành thăm một chút. Nơi hắn đến là một tử quán tứ bình, lão già này chính là chủ quán. Nhìn thấy Hàn Lập, lão ta liền niềm nở tiếp đón. Vốn dĩ bản thân lão chỉ là một tên chạy vặt, vậy nhưng ai ngờ bây giờ đã thành ông chủ rồi, tất cả là vì hai chữ chăm chỉ. Hàn Lập cũng nhận ra lão già này năm đó cũng là người tiếp đón hắn. Mục đích hắn tới đây không phải ăn uống mà là muốn hỏi thăm tin tức. Hàn Lập lấy ra ít bạc vụn và bắt đầu hỏi thăm.
hắn nhớ căn nhà đối diện hình như là Mặc phủ, vậy nhưng sao bây giờ đổi thành nhà khác rồi? Lão ta cho biết nơi này sớm đã không còn Mặc phủ rồi, sau khi lão gia của bọn họ không còn thì Mặc phủ ngày càng xuống dốc. Sau đó đắc tội Ngộ Sắc Môn và dẫn tới họa diệt môn, những điều này hắn vốn đã biết. Việc hậu sự cũng là láng giềng bọn họ lén lút làm, đột nhiên Hàn Lập nhìn thấy chiếc chuông gió. Chiếc chuông này chính là vật điều khiển khổ lỗi khúc hồn. Hắn muốn dùng bạc đổi lấy nó, vậy nhưng trưởng quỹ lại không muốn. Năm đó lão cũng được Mặc gia phu nhân và tiểu thư chiếu cố không ít. Hơn nữa đây cũng không phải vật gì đáng tiền, lão nào đâu dám thu phí, lẽ ra nên tặng cho Hàn Lập. Hàn Lập cũng không muốn lấy không, nhân lúc lão không chú ý đã lấy chiếc chuông đi, đồng thời để lại một lá phù chú tà. Lão vô cùng vui mừng, không ngờ bản thân mình lại may mắn gặp được tiên nhân. Sau khi dùng chuông gió thăm dò, hắn phát hiện khúc hồn đang ở trong thành. Điều kỳ lạ là trên người còn có sóng linh khí của luyện khí kỳ tầng 5, tầng 6. Cứ tưởng là gã đã khôi phục lại thần trí, vậy nhưng không phải, thực chất là bị kẻ khác đoạt xá. Bây giờ cũng đã có vợ con đầy đủ, gia đình êm ấm. Biết có kẻ bám đuôi, hắn liền ra ngoài định bón hành cho Hàn Lập, vậy nhưng ai ngờ người bị ăn hành là mình, còn bị chiếc chuông kiềm chế lại. Biết mình yếu thế, gã liền hạ giọng xuống. Mấy tháng trước có tranh đấu với kẻ thù bị thương, hành động không tiện nên mới ra hạ sách khống chế thân thể này. Gã tự nhận mình là tu sĩ đến từ Linh Thú Sơn. Hàn Lập nghe vậy liền hỏi thăm về tên Trùng Ngủ. Gã ta thừa nhận mình là người quen với Trùng Ngủ. Lời vừa mới dứt thì đã bị Hàn Lập kề dao vào cổ. Trùng Ngủ chính là tên phản đồ, một năm trước đã bị trục xuất khỏi Linh Thú Sơn rồi. Tới đây thì gã đành thú nhận bản thân là người của Thiên Đồ Quốc, tu sĩ của Ngự Linh Tông, thuộc về Ma Đạo Lục Tông. Mấy năm trước đấu pháp với người khác ở gần đây, bị đối thủ đa thương, thân thể hủy hoại, trong lúc hấp tấp đành phải xuất khiếu nguyên thần. Ngay lúc tuyệt vọng nhất thì phát hiện ra thân thể khúc hồn không có nguyên thần nên dung nhập, tu vi sau khi nhập thể liền giảm mạnh. Vì tránh né cường địch nên gã đành phải cải trang làm người bình thường, mở tiệm rèn trong thành, đồng thời kết hôn, sinh con. Hàn Lập nghe xong liền động tâm, vậy nhưng sau vài lời hỏi thăm, hắn liền biết tên này không quá thành thật, càng không phải tu sĩ ma đạo bình thường. Gã ta nghĩ rằng thất phái lục tông vốn có nguồn gốc rất sâu, người tu đạo vô cùng ích kỷ, đâm đao sau lưng là chuyện thường ngày. Tuy bây giờ thất phái và lục tông đang giằng coi chưa rõ ai thắng, ai bại. Vậy nhưng trận doanh thất phái như tương đồng vách sắt mà Hàn Lập nói sớm đã bị lục tông ma đạo thâm nhập. Lão thừa nhận Linh Thú Sơn chính là nội ứng của Ngự Linh Tông, có người bên trong âm thầm quấy nhiễu. Lão tự tin khẳng định lục tông ma đạo tất giành được thắng lợi. Nếu được tha mạng, gã có thể báo ra chỗ ẩn thân trước kia của gã cho Hàn Lập biết. Pháp khí hay linh thạch tùy hắn lấy, Hàn Lập cũng nghi ngờ, cho nên gã liền bổ sung thêm. Ở trong đó còn có ngọc giản thư tịch bản tông và Linh Thú Sơn liên lạc với nhau. Hàn Lập không từ chối, hắn dựa theo bản đồ tìm tới nơi cất giấu bảo vật. Vậy nhưng đáng tiếc, bảo vật còn chưa thấy thì đã bị một con yêu thú kim bối yêu lang tấn công. Thực lực của nó vô cùng mạnh mẽ, Hàn Lập chỉ biết bỏ chạy, đôi bên vờn nhau một hồi lâu, vậy nhưng chạy trốn cũng không phải là cách. Con yêu thú này biết bay, cho nên phi hành là vô dụng, nó nhanh chóng đuổi kịp chiếc thuyền. Hắn nhanh trí mặc lên người chiếc áo tàng hình. Lần này đúng là nguy hiểm, hắn biết yêu thú lợi hại như vậy không thể nào là nơi hoang dã, là linh thú của người Ngự Linh Tông. Muốn làm được chuyện đó phải có thực lực kết đan kỳ. Như vậy xem ra tiền bản nãy là cường giả kết đan, mà cái túi hắn lấy được lại trống không. Xem ra Hàn Lập đã bị chơi một vố, cố ý gài hắn vào đây để làm mồi cho yêu thú. Hắn mang theo cơn tức giận quay về, gã ta không ngờ rằng kế hoạch lại thất bại, cho nên phản công kịch liệt. Nhờ phục dụng đan dược tăng cao tu vi nên làm khó được nam chính một lúc, vậy nhưng cuối cùng vẫn là bị áp chế và bị giã cho nằm sấp mặt. Hàn Lập đoạt từ tay gã một thành pháp bảo Lục Hoàng Kiếm. Đáng tiếc là đã bị gã nhỏ máu nhận chủ, phải đợi tới kết đan loại bỏ cấm chế mới có thể sử dụng, trước mắt cứ thủ lấy đã. Gã biết kết cục của mình chắc chắn phải chết, cho nên cố gắng đem tâm sự nói ra. Đúng là chỉ khi sắp ngã xuống thì mới biết hối cải. Ngay cả kim bối yêu lang cũng không giết được thì gã đã thua tâm phục khẩu phục rồi. Vốn cho rằng có thể ẩn giữa đời, khôi phục thêm mấy năm thì có thể hoàn toàn nắm giữ thân thể này, không còn bị bản mệnh pháp khí cưỡng chế. Chỉ không ngờ Hàn Lập tìm tới cửa nhanh như vậy. Hàn Lập muốn hỏi thăm những điều mà gã nói, cái gì là thật, cái gì là giả. Vậy nhưng gã lại cho rằng bây giờ không còn quan trọng nữa. Gã muốn dùng chút linh lực truyền cho vợ con nhằm kéo dài tuổi thọ cho bọn họ. Gã tự nhận làm việc ác nửa đời người, vậy nhưng không ngờ đến phút cuối lại hành động vì hai phàm nhân. Kèo này đúng là nhập vai quá sâu rồi. Tới đây thì tập phim đã hết rồi, mời các bạn đón xem tập tiếp theo nhé. Xin chào!